Tăng huyết áp và bệnh tim đang gia tăng ở mức đáng báo động tại Việt Nam sau nhiều năm phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng. Ông Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội Tim Mạch Việt Nam, được dẫn lời nói rằng khoảng 25% dân số Việt ở độ tuổi trên 25 bị bệnh cao huyết áp và bệnh tim mạch. Ông dự báo là tới năm 2017, khoảng 20% dân số Việt Nam có thể sẽ mắc các bệnh tim mạch và cao huyết áp nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn. Khảo sát sơ bộ của Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cho biết, người Việt Nam từ 26 tới 64 tuổi tiêu thụ muối trong ngày từ 12 tới 15 gram mỗi người, tức là cao hơn nhiều so với mức trung bình thế giới mà WHO đưa ra là ít hơn 5 gram mỗi người trong một ngày. Theo WHO, tiêu thụ muối quá nhiều có thể dẫn tới bệnh cao huyết áp, làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Hội Tim Mạch Việt Nam cho biết, sự thiếu ý thức của người dân về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt thiếu điều độ dẫn tới các vấn đề sức khỏe nói trên.